Em mình tiếp tục đi thu hành nào. Có quả gì mà cam bên này? Có quả, củ gì này? Củ cà rốt. Củ cà rốt hả? Rồi. Em mình nói to lên nào, củ gì? Củ cà rốt. Ôi dồi ôi, to quá. Rồi, quả gì đây này? Quả gì đây? Đợi bố với, đợi bố với. Để nấu, ừ đúng rồi. Quả này quả gì? Chanh. Quả này quả gì? Alan TV. Em Quỳnh có thấy con ốc sên ở đâu không? Ở chỗ rồi, ở trên bờ tường đúng không? Thế em Quỳnh có muốn đi săn rau củ quả không ạ? Thế bây giờ hai chị em sẽ đi gieo hạt này. Sau đấy là mình sẽ tưới nước này. Đợi một thời gian cho cái hạt giống nó lên thành mọc thành cây và trổ ra hoa quả thì Tân An và Quỳnh An đi thu hoạch nhá. Rồi bây giờ đi gieo hạt đi. Bây giờ đi gieo hạt nè. Theo chị đi gieo hạt nè. Gieo ở trong vườn đấy. Gieo hạt. Rồi, em Quỳnh gieo hạt giống chị nào. Rồi gieo hạt xong rồi. Bây giờ là mình tưới nước. Đây, em Quỳnh và chị đang tưới cho những hạt giống vừa gieo nhỉ. Ở bên kia nữa kìa. Bên đấy, đúng rồi, bên này nữa. Bên này nữa. Tưới mạnh lên. Đó. Xong là em Quỳnh và chị về nằm ngủ một giấc để cho cái cây nó mọc lên và trổ ra quả để mình đi thu hoạch nhá. Được chưa? Được rồi, tắt nước đi. Đây, em Quỳnh đang nằm mà ngủ đây các bạn này. Ngủ một giấc để đợi hoa quả mọc trổ ra để đi thu hoạch nhỉ. Em Quỳnh có nằm mơ thấy gì không? Em Quỳnh ơi. Em Quỳnh có nằm mơ thấy gì không ạ? Hả em Quỳnh? Em Quỳnh nằm mơ thấy gì? Chưa thấy. Chưa thấy gì à? Thế bây giờ nằm ngủ tiếp nhá. Nằm ngủ tiếp. Ngủ thêm nhiều nữa. Em Quỳnh ơi, dậy đi. Em Quỳnh có nằm mơ thấy gì không ạ? Có. Thế em Quỳnh mơ thấy gì? Mơ thả thủ rau. À, hoa quả củ rau hả? Thế bây giờ mình đi kiểm tra xem là có thật không nhá, để mình thu hoạch nhá. Ok. Rồi đi. Hai chị em đi săn nào. À đi thu hoạch rau củ quả nào. Rồi em Quỳnh tìm nào. Em Quỳnh tìm có quả gì, củ gì nào, rau gì nào. Đây là gì? Súp lơ. Rồi bên này này, bên này Quỳnh ơi. Quả gì đấy? Ồ, quả cà tím này, em Quỳnh giỏi đấy. Nữa. Quả gì nào? À đây là gì? Đây là gì hả? Đây là bông ngô, bắp ngô. Đâu nữa nhỉ? Đây. Quả gì đây hả? Quả gì đây hả? Quả ớt. Rồi, đi sang bên vườn bên kia nhá. Em Quỳnh tiếp tục đi thu hành nào. Có quả gì mà cam bên này? Có quả, củ gì này? Củ cà rốt. Củ cà rốt hả? Rồi. Em Quỳnh nói to lên nào, củ gì? Củ cà rốt. Ôi dồi ôi, to quá. Rồi. Ô, có quả gì đây này? Quả gì đây hả con? Quả gì đấy? Giơ cho các bạn xem nào. Giơ lên. Quả gì đây hả? Quả gì nhỉ? Khế. Quả khế rồi, em Quỳnh quên mất rồi. Quả gì đây này? Quả gì đây? Quả dâu tây này, em Quỳnh thích quả dâu tây lắm đấy. Quả gì nữa này? Bên này. Đây. Quả gì đấy? Quả chanh. Quả chanh hả? Bớt xem là phải quả chanh nào. Ôi, quả chanh này vàng, chín vàng đẹp thế nhỉ? Quả chanh này để làm gì hả con? Để vắt chanh. Để vắt gì? Để vắt nước chanh. À, quả gì đây này? Đây có một quả này. Quả gì đây? Ui, quả gì này? Quả gì nhỉ? Quả gì nào? Quả chuối à? Em Quỳnh có thích ăn chuối không? Đó. Đúng rồi, ăn chuối tốt cho sức khỏe lắm đấy nhờ. Hai chị em đi sang bên này này. Hai chị em đi sang bên khu vườn bên này nữa. À để bố bế em Quỳnh xuống này. Đây. Bố nhấc em Quỳnh xuống này. Đợi em Quỳnh xuống. Ui xạ. Đây, quả gì đây? Quả gì nhỉ? Quả kiwi gì nhỉ? Quả kiwi. Quả kiwi này ăn chua chua ngọt ngọt, ngon lắm đấy. Có cả quả cà chua, bố xem nào. Đâu? Giờ bố xem nào. Quả cà chua để làm gì nhỉ? Để nấu canh này, có thể ăn sống này, để có thể nấu với thịt này, nấu cá này.
đợi bố với, đợi bố với. Ơ, quả gì đâu? Ở đâu, ở đâu? Bố xem này, quả gì đây? Quả gì đây? Ôi, quả gì đây ạ? À? Quả gì đây nào? Quả, quả này là quả ớt chuông. Quả ớt xanh. Rồi, tiếp tục. Quả gì đây? Quả gì đây nhỉ? Bố xem nào, bố xem nào. Ôi, quả này là quả gì em Quỳnh nhỉ? Quả này hình như là quả lê hoặc là quả su su. Nhưng mà bố nghĩ là quả lê thì đúng hơn. Thế là em Quỳnh và chị đã đi thu hoạch hết cả khu vườn rồi. Bố xem được sản phẩm được từng nào này. Wow, có nhiều rau củ quả quá nhỉ. Rồi bây giờ mình về mình cắt cho các bạn xem Quỳnh nhá. Đi. Bây giờ là chị sẽ hướng dẫn và giúp đỡ em Quỳnh thái cái rau củ quả này ra nhá. Cắt ra nhá. Rồi em Quỳnh đổ ra, em Quỳnh đổ ra. Em Quỳnh đổ ra. Đúng rồi. Rồi, bỏ cái rổ sang bên này. Bỏ cái giỏ sang bên này. Vậy là sau một buổi đi thu hoạch thì em Quỳnh và chị đã thu hoạch được rất nhiều rau củ quả nha. Bây giờ em Quỳnh cắt quả nào trước? Em muốn cắt quả nào trước này? Quả này trước. Quả gì đây? Quả gì đây? Cà chua. Quả cà chua. Quả cà chua để làm gì ạ? Để nấu canh. Để nấu tan. Để nấu sống. Ừ, đúng rồi. Ui, quả cà chua ngon đấy nhỉ. Bố ăn ngầm quả cà chua ngon quá. Ăn cả tới đây nữa. Rồi. Cái xanh xanh phải bỏ ra cái lá, à cái cuống của nó. Quả gì đây à? Quả dâu tây. Quả dâu tây để ép nước dâu tây nhỉ. Có phải không? Hoặc là để ăn luôn. Đúng rồi, ăn sống cũng được. Ăn đi bố. Rồi, bố cảm ơn em Quỳnh ạ. Nhầm. Đây là sản phẩm của em Quỳnh và chị. Quả bông gì đấy? Mập ngô. Ôi giời. Ngô để nấu chè ngô này, để luộc. Ngon quá. Bây giờ tương ớt. Quả ớt. Quả ớt để làm gì nhỉ? Để ăn thì quả ớt ngọt hay là cay con? Cay. Quả ớt để làm tương ớt nha. Đúng rồi. Wow. Bố ơi, bố ăn đi. Cay quá, bố ăn một nửa miếng á. Ngửa quả ấy. Cay quá, cay hà quá. Tiếp tục nào. Quả gì đây ạ? À? Đây là quả. Quả gì này, dây đây con? Quả gì đây? Quả chanh. Quả chanh à? Quả chanh để làm gì? Quả chanh để làm gì? Ôi bay xuống dưới này lần. Đấy, quả chanh để làm gì ạ? Ăn đi. Ăn chua quá. Rồi, tiếp tục. Tới đây. Quả gì đây ạ? À? Đây là bông gì nhỉ? Đây là bông. Bông súp lơ. Súp lơ xanh. Đúng không? Rồi. Rồi. Nhặt lên con. Để bố nhặt đây, để bố nhặt cho. Rơi xuống cái mương này. Rồi, tiếp tục nào. Ăn đi. Bố không ăn nữa đâu, bố no bụng rồi. Con để bên này tí nữa bố ăn nhá. Tiếp tục rồi, nào. Tiếp tục. Quả này quả gì ạ? Là quả ớt gì? Quả ớt gì nhỉ? Quả ớt chuông xanh. Có một loại ớt chuông đỏ nữa, khi nào nó chín nó sẽ đỏ. Đây là quả ớt chuông. À rồi, quả ớt chuông. Rồi, củ gì đây? Củ gì đây con? Củ cà rốt. Củ cà rốt để cho con gì ăn nhỉ? Con thỏ. Con thỏ ăn. Con thỏ thì ăn củ cà rốt nha. Cắt mảnh vào, cắt mảnh tay vào. Rồi. Ok. Đấy, quả nào đẹp là em Quỳnh cắt trước rồi. Quả nào đẹp và màu sắc sặc sỡ thì cắt trước. Quả gì đây ạ? À? Quả lê nha. Quả lê nhỉ? Mẹ ơi. Đây chị Hổ. Quả gì đây? Rồi. Chị ăn đi. Nhầm. Củ cà tím. Quả cà tím, không phải củ cà tím đâu. Củ cà tím. Đúng rồi. Wow, ông Quỳnh cắt giỏi nhỉ. Củ cà tím để làm gì nhỉ? Để nấu canh. Để xào. Có thể để nướng nữa. Quả cà tím nhỉ? Không phải là củ cà tím đâu. Đây là quả gì? Quả bố nghĩ đây là khoai tây sao con ạ? Khoai tây không phải cả quả kiwi đâu. Đây là khoai tây, lúc nãy bố nói nhầm là quả kiwi nhưng mà nhìn cũng giống kiwi nhỉ? Vâng. Đúng không? Kiwi phải lòng màu xanh. Đây là quả củ khoai tây nhá, không phải quả kiwi như lúc nãy bố nói đâu. Bố nhầm. Nhìn nó giống. Đây nữa. Quả
quả gì? Quả chuối. Cho con gì ăn? Con khỉ. Đúng rồi. Con khỉ á? Con người cũng ăn được chuối chứ sao? Con khỉ cũng ăn được mà. Em Quỳnh bảo là quả chuối cho con khỉ ăn. Thế không bảo con người ăn mà bảo con khỉ ăn. Quả gì đấy hả? À? Quả này là quả gì hả? À? Quả khế. Em Quỳnh, quả này quả gì? Quả khế. Quả khế à? Quả khế là ngọt hay là chua? Chua chua. Có cả ngọt, cả chua. Chua. Có cả khế ngọt và có cả khế chua. Nhưng mà người ta nghĩ đến khế là nghĩ đến cái vị chua. Chua chua ngọt ngọt. Quả khế là để ăn sống này. Nổm này canh. Hoặc là nấu canh cá này nha. Thế là Quỳnh đã cắt xong rồi. Xem nào. Thế là em Quỳnh đã cắt xong bộ rau củ quả rồi. Chúng ta có quả gì nhỉ? Quả gì đấy? Đây là quả lê hoặc là su su. Quả lê hay là quả su su ấy, nhìn nó quả dâu tây. Không rõ. Quả dâu tây này. Đây là bông ngô. Bông ngô này. Đâu một nửa quả ngô rồi. Bơi ớt. Đây quả gì hả? Ớt. Quả này quả gì? Chăn. Quả này quả gì? Quả gì à? Cà tím. Cà tím. Quả này quả gì? Cà chua. Cà chua. Thế củ này là củ gì? Củ khoai gì? Củ khoai tây. Củ khoai tây, lúc nãy bố nói nhầm là củ kiwi nhỉ? Quả kiwi nhỉ? Quả kiwi. Đây là quả gì? Đây là tả khế. Quả khế. Đây là quả gì? Chuối. Quả chuối nhỉ? Đây là củ gì? Củ cà rốt. Củ cà rốt. Thế đây là quả gì? Đây là quả ớt gì nhỉ? Ớt chuông. Chuông, đúng rồi. Thế bông gì đấy? Bông súp gì nhỉ? Bông súp. Súp gì? Nào, súp lơ, đúng rồi. Chị ngày xưa cũng phân biệt rau củ quả giỏi lắm đấy nhỉ. Rồi, thế bây giờ em Quỳnh và chị chào tạm biệt các bạn để chúng ta đi về nào. Chào tạm biệt các bạn. Nông dân Quỳnh và nông dân Tân An đi về nhà để nghỉ ngơi nhỉ. Để nấu canh để luộc rau củ quả để ăn. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.